Nhà Vui xin chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh. Trước mặt chúng ta là dòng sông Thái Bình, con sông Thái Bình lịch sử. Và điểm đến trong kỳ này, nhà Vui muốn giới thiệu cùng mọi người đó là đền Kiếp Bạc. Ngày nay thì ban quản lý di tích đã đầu tư hạ tầng rất là đẹp, hệ thống được quy hoạch rất là chỉnh chu. Một cái biển chữ Vạn Kiếp được dựng lên ở bên phía sát cạnh cái triền đê, mang một cái dấu ấn đậm để cho du khách có thể đến đây check in những hình ảnh đẹp về cái mảnh đất lịch sử này, với tên tuổi gắn liền với rất nhiều các danh tướng. Nhà Vui xin mời mọi người cùng tiến vào phía trong đền. Khu vực phía xa xa kia chính là cái triền đê mà chúng ta vừa mới trải nghiệm cùng với dòng chữ Kiếp Bạc. Rất được trang trí rất là lớn để làm cái điểm nhấn check-in cho du khách. Lối vào đền ngày nay thì được lát đá rất rộng rãi và khang trang như các bạn đang thấy đây. Quần thể được xây dựng khá là đẹp và chỉnh chu. Khu vực đền Kiếp Bạc nằm gần lục đầu giang, là nơi hội tụ của 6 con sông bao gồm sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam, sông Đuống, sông Kinh Thầy và nhánh chính của sông Thái Bình. Theo phong thủy thì đây chính là nơi tụ khí để gây dựng cơ nghiệp. Khu vực đền Kiếp Bạc là một thung lũng trù phú, ba phía có dãy núi rồng bao bọc, một phía là lục đầu giang, núi tạo thế rồng trầu hộ phục, sông tạo thành minh đường rộng rãi. Theo đường bộ thì đền Kiếp Bạc cách Hà Nội khoảng 70 km, đền Kiếp Bạc nằm cách chùa Côn Sơn khoảng 4 km, và nhà Vui sẽ giới thiệu về ngôi chùa này ở cái số tiếp theo. Chúng ta đã đến trước cái cổng đền rồi. Đền là một cổng rất đồ sộ, ba cửa vào, một cửa chính ở giữa và hai cửa phụ hai bên. Khắc bốn chữ ở phía trên là Giữ Thiên Vô Cực, dưới ghi năm chữ là Trần Hưng Đạo Vương Từ. Câu đối ở hai bên cổng do Thám Hòa Vũ Phạm Hàm đề: Vạn Kiếp Hữu Sơn Giai Kiếm Khí, Lục Đầu Vô Thủy Bất Thu Thanh. Đền Kiếp Bạc thuộc địa phận hai thôn Dược Sơn và Vạn Kiếp, xã Hưng Đạo, thành phố Chí Linh của tỉnh Hải Dương, là nơi thờ phụng Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Kiếp Bạc là tên ghép của cái hai vùng Vạn Yên, tức là làng Kiếp, và Dược Sơn, làng Bạc. Đây là di tích quan trọng trong thuộc cái khu di tích Côn Sơn Kiếp Bạc. Qua cổng chính là một khoảng sân rộng, và phía tay trái là một cái giếng đá cổ được gọi là giếng ngọc hay gọi là mắt rồng. Chúng ta thấy hình một ảnh rất là phản cảm khi mà mọi người hay ném tiền lẻ xuống, và nhà đền là phải làm một cái lưới để chắn tiền không để rơi xuống nước. Một cái ảnh rất là phản cảm. Một cái cờ hội rất lớn treo giữa trước đền, một khoảng sân rộng thì cho mọi du khách có thể đứng làm lễ từ phía xa. Trong những ngày đầu năm thì những người đến vãn cảnh đền rất là đông. Đức Thánh Trần được tôn thánh, do đó là một ngôi đền rất là nổi tiếng, không những trong vùng mà còn khắp cả nước. Không gian mặt ra đây là khu vực đặt án thờ. Nhìn ra cổng với cái cổng rất là uy nghi và có một lối kiến trúc khá là độc đáo, không bắt gặp cái cổng dạng này ở bất cứ cái đền nào. Trước khu vực án thờ, mọi người đều thành tâm làm lễ và dâng hương ở đây. Cái án thờ thì mang tính chất rất hài hòa,
có đôi dòng đá chầu hai bên. Tuy không quá là to lớn nhưng rất hài hòa với cái khung cảnh của ngôi đền. Đôi dòng đá này trông thì rất khá mới. Còn khu vực án thờ ở đây sự siêu phong rồi. Hương và hoa ở khắp nơi. Lại gặp nhau nha. Sân đền này cũng được lát bằng đá, một trong những vật liệu rất bền, có thể kéo dài nhiều năm. Rồng thì khắc theo phong cách rồng thời Trần, đúng với thời mà Trần Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Em bé rất thích tạo dáng chiếc ống kính. Phía sau án thờ là nơi một cái kiệu đá rất là đẹp. Nơi đây đặt cái kiệu đá trên cái này gọi là sập đá. Sập đá là nơi để bày kiệu trong quá trình rước lễ. Cái kiệu, cái sập đá này thì được làm bằng đá xanh nguyên khối, rất đẹp, rất tỉ mỉ. Khu vực sân thì vẫn giữ được cái gạch mộc dạng gạch Bát Tràng xưa kia. Cảnh quan đền ngày nay thì đã được tôn tạo lại rất là nhiều, trông sinh thái hơn. Có một số ý kiến nó cũng trái chiều về việc trùng tu nó làm giảm đi giá trị của công trình. Tuy nhiên thì chúng ta nên nhìn đến góc độ nó tích cực hơn. Việc chỉnh trang trùng tu lại các cái di tích lịch sử, các cái đền cũng là một hình thức người hậu thế thể hiện sự tôn kính và tôn trọng đối với di tích của cha ông xưa. Hai bên có hai cái nhà khách rất là dài, là nơi du khách có thể dừng chân nghỉ ngơi sắp lễ trước khi vào đền. Đền chính ở trước mặt chúng ta đây rồi. Bậc tam cấp cũng được làm bằng đá. Không gian đền hoàn toàn giữ được nét cổ kính. Các bạn có quan sát thấy có cành đào, hai cành đào. Ở bàn thờ rất to và đẹp. Sắc xuân thì còn rộn ràng nơi đây. Đền thờ khu vực này là điện ngoài được thờ danh tướng Phạm Ngũ Lão, tức là con rể của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Một danh tướng rất nổi tiếng thời nhà Trần. Đền có cấu tạo mặt bình đồ là hình chữ tam, với gian điện thờ ngoài cùng này là thờ Phạm Ngũ Lão, tức là con rể của Hưng Đạo Vương, thì đó là ở trên. Hai cành đào rất đẹp. Điện thờ với hoành phi cầu đối sơn son thiếp vàng vô cùng tráng lệ. Chúng ta cùng tiến vào phía gian tiếp theo. Rất là đông. Gian thứ hai chính là gian chính. Tòa điện thứ hai này là nơi thờ Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn sinh vào năm 1231, mất năm 1300. Vào thế kỷ thứ 13, tại nơi này ông đã cho lập căn cứ, tích trữ lương thực, huấn luyện binh sĩ trong các cuộc kháng chiến trong quân Nguyên Mông lần thứ hai. Sang thế kỷ thứ 14, đền thờ ông được nhân dân địa phương xây dựng tại nơi này và là nơi tổ chức các lễ hội hàng năm để dâng hương tưởng niệm vị anh hùng của dân tộc Việt Nam, người có công lớn với đất nước và được dân gian tôn sùng là Đức Thánh Trần. Dưới sự lãnh đạo của các vua nhà Trần và Hưng Đạo Vương, quân đội Đại Việt đã nhiều lần vượt qua gian nan, chỉ với một số lượng quân thiện chiến yếu hơn đối phương lại hai lần đánh tan hàng vạn quân Nguyên Mông hùng mạnh.
đánh thắng lợi mà tiếng vang đến tận phương Bắc, khiến chúng thường gọi ông là An Nam Hưng Đạo Vương mà không dám gọi thẳng tên. Và chiến lược của ông đã góp phần rất lớn đến thắng lợi này, đến chiến công vĩ đại này thường gắn liền với tên tuổi của ông. Và công lao to lớn này đã đưa ông lên hàng thiên tài quân sự và có tầm chiến lược, và là một anh hùng dân tộc bậc nhất của nhà Trần, bậc thầy về chiến lược thực sự. Là chiến thắng của ông và quân dân nước Việt đã góp phần đánh dấu chấm hết thời kỳ đỉnh cao quân Nguyên Mông trong lịch sử. Chúng ta quan sát ở phía gầm bàn thờ có một cái lối mọi người chui qua, rất nhiều người chui qua cái lỗ, một con cái lỗ này được tạo ra ở ngay dưới gầm bàn thờ Đức Thánh Trần. Lỗ này được tạo thành vòm bằng đá, và mọi người cứ đồn nhau rằng là khi chui qua cái lỗ vòm dưới gầm bàn thờ này sẽ gặp nhiều may mắn và được Đức Thánh Trần che chở. Đường hầm thì chui được một người thôi, khá là hẹp. Không biết là cái lời tương truyền này thì có từ bao lâu rồi, nhưng mà mọi người đến lễ đây rất hay chui qua cái gầm bàn thờ này. Ui, rất đẹp, rất là lung linh. Chúng ta đã vào xem tòa điện thứ ba rồi. Ở đây điện thờ này thì là thờ vợ của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, là công chúa Thiên Thành và hai cô con gái của ông. Hệ thống điện thờ cũng được trang trí rất là lộng lẫy, vẫn có đào và hoa lan. Không gian thực sự là rất trang nghiêm và đầy tính trang trọng. Sự nổi tiếng của chiến thắng Nguyên Mông đã đưa danh tiếng Trần Hưng Đạo lên hàng thánh và đã được dân gian tôn sùng, danh bất hư truyền. Do đó hệ thống điện thờ Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn là vô cùng nổi tiếng ở trên khắp Việt Nam. Danh tướng Trần Quốc Tuấn còn được công nhận là kiệt tướng vĩ đại của thế giới trong nghệ thuật chiến tranh, đặc biệt vì ông đã chỉ đạo quân dân Đại Việt chiến thắng một đế quốc lẫy lừng thời kỳ bấy giờ, đấy là quân Nguyên Mông, chưa từng thất trận ở đâu. Tuy nhiên sang đất Đại Việt đã bị thất hại thảm bại không những một lần mà còn đến hai lần, ba lần với Nguyên Mông. Rất là hiển hách, một chiến công rất là hiển hách, đã ghi danh Việt Nam trên bản đồ thế giới về khả năng đánh gục bất cứ đế quốc nào. Lịch sử chứng minh thì thời kỳ xưa là quân Nguyên Mông, tiếp theo Việt Nam đã giành chiến thắng trước thực dân Pháp và trước đế quốc Mỹ. Tất cả các đế quốc sừng sỏ nhất trên thế giới này khi đến Việt Nam đều phải nhận cùng một kết cục, đó là sự thất bại. Ở khu vực này cũng có một cái đường hầm và mọi người vẫn có chui qua đây với mong ước là được che chở ban phước lành. Tôi nghĩ cũng sẽ tốt thôi. Khi mà chúng ta quan niệm như vậy thì hy vọng là cái sự an lành sẽ đến với mọi người. Các bạn cùng ngắm những cành đào rừng to và đẹp được trang trí ở bàn thờ này. Đây là giống đầu đá, nó kết hợp với sắc vàng hoành phi cô đối, tạo cho không gian vô cùng sinh động. Chúng ta cùng trở lại cái ngoài vườn của đền. Khu vực này trang trí chắp đặt rất nhiều chậu hồng. Hoa hồng thì có đặc trưng là rất thơm và mùi thơm nhẹ nhàng tinh khiết, khá là phù hợp khi đặt trong khuôn viên của nhà đền. Khu vực này là khu vực sau cùng của đền rồi,
với Đô Đốc cũng được xây với phong cách kiến trúc với hồ phù như dạng bảo vệ cho khu vực sau đền. Một vườn hoa mẫu đơn được trồng ở khu vực này. Ở kế bên là khu trưng bày hoa lan. Nhà đèn trưng bày hoa lan đây thì cũng có nhiều ý kiến cho rằng là nó chưa được hợp lý lắm. Tuy nhiên để cho không gian sinh động và mọi người có dịp vãn cảnh đèn thì việc trưng bày các cái hoa và lan ở khu này cũng có thể chấp nhận được. Đây là một tác phẩm hoa lan mọc trên gỗ khá là cầu kỳ. Vườn lan khá là rộng lớn. Nếu như vườn lan này mà vào mùa hoa nở khắp cả khu vực này thì chắc chắn cũng sẽ là một cái điểm nhấn rất đẹp cho du khách đến vãn cảnh đền và là nơi cho nhiều cái bức hình đẹp để mọi người có thể lưu giữ làm kỷ niệm. Các mái cong của đình rất là duyên dáng với đầu đào khắc hình rồng phượng vô cùng ấn tượng, kể cả cái lối cửa vào cũng được khắc họa các cái mái cong. Hình ảnh về đầu đao mái đình cộng đền chùa là một nét rất đẹp trong các cái kiến trúc của đình chùa ở Việt Nam theo lối cổ, đặc biệt là khu vực miền Bắc. Chúng ta đã trở lại với sân chính của đền. Các bạn cùng ngắm lại tổng thể khu đền từ phía góc phải của sân này. Mọi người vẫn đang rất đông đúc tiến hành làm lễ ở trong đền. Chúng ta vừa mới có một vòng tham quan toàn bộ tổng thể của đền Kiếp Bạc và chúng ta sẽ trở ra phía ngoài. Có một cái lối ra cũng đẹp. Ở phía ngoài cũng là một khoảng sân rất rộng để nhìn thẳng ra cái đê của sông Thái Bình chắc chúng ta kia với những hàng cây xanh rợp bóng mát. Mọi người ở đây có thể ngắm tổng thể khu đền, cái quy mô hoành tráng của nó. Tới đây thì nhà vui kết thúc số tham quan đến cái bảng tại đây. Mọi người nhớ đăng ký kênh để tiếp tục ghé thăm chùa Côn Sơn. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong các video clip tiếp theo.